chị không có thích xử theo cái kiểu giang hồ đó, hiểu chưa? Để pháp luật xử lý. Nếu như vậy á, chị chui đầu vô nhà đó làm gì? Hả? Chị quên kế hoạch đã bàn với tôi rồi sao? Đây là chuyện của chị, chị có cách của chị, hiểu chưa? Trước sau chị cũng giết nó. Hay chị định trả thù nó bằng cách nào? Chị muốn nó phải hối hận, đau khổ suốt cuộc đời. Không còn thời gian để cho chị làm điều đó nữa đâu. Bây giờ chị á, biến khỏi cái nhà đó đi. Tất cả để em lo, em xử nó là xong. Chị mới phát hiện ra cái này nè. Chị thấy tấm hình thằng Luân chụp chung với thằng Thành rất là thân thiết.